Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung các phóng sự sẽ phát sóng trong chương trình truyền hình tuần từ 16 tháng 1 đến 22 tháng 1 năm 2017. Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đang đến gần. Các cấp công đoàn cùng nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã và đang tích cực triển khai kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động với nhiều hoạt động thiết thực giúp người lao động có Tết đầy đủ ấm cúng. Phóng sự chăm lo Tết cho người lao động phát sóng lúc 20 giờ 45 phút ngày 17 tháng 1 sẽ phản ánh nội dung này. Lễ hội là một nét đẹp văn hóa của dân tộc ta, mỗi độ Tết đến xuân về, thể hiện tinh thần lạc quan hướng về cội nguồn của người dân cả nước. Mỗi lễ hội là một bằng chứng lịch sử văn hóa, qua đó tạo nên bức tranh văn hóa tổng thể hài hòa của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Ngày nay, những nét truyền thống sinh hoạt văn hóa độc đáo này của nhân dân ta đang ngày càng được cách tân và cải biến nội dung, hình thức để phù hợp với tâm lý và nguyện vọng của quần chúng nhân dân trong đời sống hiện đại. Phóng sự: Lễ hội Nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt phát sóng lúc 20 giờ 45 phút ngày 18 tháng 1 sẽ phản ánh nội dung này. Ngày 23 tháng Chạp hàng năm, ngày ông công ông táo về trời. Nhà nhà sắp mâm cơm, mua cà chép, hương hoa về làm lễ tiễn táo quân. Tục cúng ông công ông táo là nét đẹp văn hóa của người Việt. Thêm một Tết ông công ông táo nữa đang đến gần, hy vọng mỗi người dân Vĩnh Phúc đều có ý thức giữ gìn nét đẹp văn hóa này. Phóng sự tục cúng ông công ông táo phát sóng lúc 20 giờ 45 phút ngày 19 tháng 1 sẽ phản ánh nội dung này. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.